thua đậm U23 Việt Nam, cổ động viên Malaysia phấn nộ với màn trình diễn của đội nhà. Chiều ngày 24 tháng 8, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia diễn ra vô cùng hấp dẫn. Thuộc khuôn khổ vòng bán kết U23 Đông Nam Á 2023, thi đấu chủ động và tự tin, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 4-1 trước những chú hộ trẻ Mã Lai. Ngay sau trận đấu này, một số tờ báo Malaysia đã bày tỏ thất vọng khi đội bóng của họ phải nhận thất bại trước U23 Việt Nam và chính thức dừng chân tại bán kết. Nhật báo hàng đầu Malaysia BH Online gây chú ý với bài viết có tiêu đề U23 Việt Nam phá tan giấc mơ vào chung kết của U23 Malaysia. BH Online thất vọng viết đội tuyển U23 Malaysia đã không thể đạt được mục tiêu vào chung kết AFF U23 Championship 2023 khi để thua Việt Nam 1-4 ở trận bán kết mới đây. U23 Malaysia chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở hiệp 2 xuống 1-3 nhờ pha lập công của cầu thủ Alip Ismanri Yan Ania. Tuy nhiên, giấc mơ hồi sinh của đội tuyển U23 Malaysia đã bị phá vỡ sau bàn thắng thứ tư của U23 Việt Nam do công của Nguyễn Hồng Phúc sau đường căng ngang của Bùi Vĩ Hào ở phút 85. Bên cạnh đó, tờ New Straits Times của Malaysia giật tích các cầu thủ trẻ Việt Nam khiến Malaysia xấu hổ ở giải U23 Đông Nam Á. Tờ báo này đánh giá về trận đấu của đội nhà U23 Việt Nam gồm 6 cầu thủ dưới 18 tuổi và 10 cầu thủ dưới 20 tuổi đã đánh bại Malaysia 4-1 trong trận bán kết U23 Đông Nam Á. Malaysia chơi như những chú gà không đầu trong hiệp một khi Việt Nam vượt lên dẫn trước 3 không nhờ các bàn thắng của Đinh Xuân Tiến Phúc thứ 8 và 44 và Nguyễn Quốc Việt Phúc thứ 32. Malaysia rút ngắn tỷ số nhờ công của Alip Ikma LRIZ An Aniwa ở phút 49 trước khi Nguyễn Hồng Phúc ghi bàn thứ tư cho Việt Nam ở phút 85. Sau cùng, New Street Time kết luận U23 Malaysia không tạo ra được nhiều cơ hội vì để mắc những sai lầm cá nhân, đặc biệt là trong hiệp một nên cuối cùng đã để Việt Nam làm chủ thế trận. Tờ thế Star của quốc gia này cũng chia sẻ ngắn gọn hy vọng vào chung kết U23 Đông Nam Á của U23 Malaysia đã bị dập tắt sau khi họ thua Việt Nam 4-1 trong trận bán kết vào chiều ngày 24 tháng 8. Thua đậm U23 Việt Nam, dân mạng Malaysia đã có những lời lẽ chiếu diễu và bày tỏ sự không hài lòng về màn trình diễn của U23 Malaysia. Người dùng mạng xã hội có tên bắt bu sự C kính chân đội phải thay đổi huấn luyện viên, cần thay huấn luyện viên gấp, tìm nguồn huấn luyện viên từ Hàn Quốc rồi xây dựng chiến thuật tập luyện tương tự ông Kim Bangon. Tài khoản có tên Kamarudin Edin cho rằng U23 Việt Nam đã thắng như một trận đấu tập U23 Malaysia đá mà không có tính máu lửa chút nào, nhìn như trận giao hữu. Nếu vẫn đá như thế này thì 50 năm nữa Malaysia vẫn thua. Tài khoản có tên Riyuan Akri bày tỏ có lẽ 15 năm nữa chúng ta mới có thể thi đấu ngang ngửa với Việt Nam. Nếu có sự thay đổi, còn nếu chơi kiểu này nữa thì không thể cạnh tranh với Việt Nam. Tài khoản có tên Musa Ismail cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia cần gửi cầu thủ đến Việt Nam để học tập, mục tiêu vào chung kết vẫn tăng tành như xưa. Một thất bại quá nặng nề nên cân nhắc gửi huấn luyện viên, cầu thủ đến Việt Nam. Trong lúc đó, tài khoản Aden Aman cho rằng kết quả trên là hoàn toàn hợp lý, thành tích này phù hợp với trình độ huấn luyện viên và cầu thủ hiện có thi đầu tây hại nên một số cổ động viên cho rằng giấc mơ dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sắp tới sẽ khó trở thành hiện thực. Tài khoản Mo Asirap Azizan nhận định nếu màn trình diễn của các bạn như thế này thì đừng mơ vào vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2024. Trong quan điểm tài khoản Cardinia Rodriguez bày tỏ những đứa trẻ này sẽ có thể xem Thái Lan. Việt Nam và Indonesia chơi U23 Châu Á 2024 trên TV. Tài khoản Facebook có tên Fatfati để lại bình luận khá gay gắt: Vỡ trận rồi. Đây chỉ là giải đấu ở ao làng thôi mà sao chúng ta có thể thi đấu tệ như vậy? Thôi giờ đến lúc về nhà và tập luyện để hướng tới các giải sau. Khác với ý kiến trên, một cổ động viên khác lại cho rằng U23 Malaysia không quá coi trọng thành tích ở giải đấu này. Xin lỗi nhưng sao chúng ta phải buồn vì trận đấu này nhỉ? Ở vòng loại U23 châu Á 2024 sắp tới, U23 Malaysia sẽ mang đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng. Không hướng tới việc chỉ trích các cầu thủ, cổ động viên có tên Peter Aloysius lại muốn quên đi trận thua này càng sớm càng tốt. Quan trọng là U23 Malaysia cũng đã vào được tới bán kết rồi. Giờ là lúc hướng tới trận tranh hạng 3 Chúng ta có thể đánh bại Indonesia để giành thắng lợi danh dự. Trong khi đó, Hanafi phay lại cho rằng U23 Malaysia không còn chung mâm với những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á khác. Malaysia sẽ không bao giờ cạnh tranh được với U23 Việt Nam. Có lẽ vào lúc này chúng ta chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng trước Đông Timor và Lào mà thôi. Một cổ động viên khác thì lại dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam. Hãy nhìn những cầu thủ của U23 Việt Nam chuyên bóng dứt điểm rồi ghi bàn kia. Chúng ta cần phải học hỏi họ nhiều. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Đông Nam Á dành cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều lời khen ngợi. Họ cho rằng Việt Nam đã thi đấu một trận hay và có chiến thắng xứng đáng. Cầu thủ Malaysia có vẻ rất lo sợ mỗi khi gặp đối thủ Việt Nam. Cổ động viên Gamma Yutin Ankantara viết, Đông Nam Á dường như thuộc về Việt Nam và Thái Lan Indonesia thì phong độ vẫn còn lên xuống thất thường, cổ động viên Avrari viết. Bằng việc xem trận đấu này, chúng ta có thể để ý rằng Malaysia có Arif Aiman, còn Việt Nam có hơn 5 phiên bản khác của Arif Aiman. Cổ động viên Nobel Chen Belawet đánh giá cao đạo hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây là lần đầu tiên tôi cổ vũ Việt Nam. Đây thực sự là một kết quả tốt đó. Việt Nam mà, cổ động viên và dạ hiệu Đô Nam Huế viết. Ở phần bình luận, nhiều cổ động viên khác cũng đánh giá cao màn trình diễn cũng như khả năng chuyên môn của các cầu thủ áo trắng. Nhiều người cũng tin tưởng U23 Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch đã đạt được.